chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Tờ vé số đặc biệt, người phụ nữ mất ăn mất ngủ khi trúng 2 tỷ nhưng không được chi trả. Ngày 27 tháng 11, phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngờ, sinh năm 1971, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, người trúng tờ vé số trị giá 2 tỷ đồng nhưng không được nhận giải. Khi được hỏi về việc bà đã mua vé số và quá trình giải quyết của công ty ra sao, bà Nguyễn Thị Ngờ đã cho biết. Ngày 14 tháng 10, bà mua 2 tờ vé số của công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi mua xong, bà bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nên bị mưa ướt. Thấy ướt nên gỡ ra thì phần lề của tờ vé số bị rách. Khi phát hiện trúng thưởng, bà đem 2 tờ vé số hơ lửa cho nó ráo thì nó bị co lại. Ngày hôm sau, bà cùng con trai ra công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế và cũng trình bày lại câu chuyện như trên thì nhận được câu trả lời. Công ty phát hành ra là đúng, nhưng để đúng quy định phát thưởng phải có giám định của công an như bên thứ ba làm chứng. Nếu giám định đúng thì bên công ty chi trả cho khách hàng. Sau đó, công ty làm văn bản gửi qua công an đã điện cho bà Ngờ để đi giám định. Khi tới công an thì được giải thích khách hàng yêu cầu giám định, nên khách hàng nộp tiền, giám định 2 tờ vé số thành 4 bản, mỗi bản 3 triệu đồng, 4 bản là 12 triệu đồng. Sau đó, bà đã chuyển tiền cho đại diện công ty sổ số để họ đem tiền qua nộp, lấy kết quả giám định về. Đến ngày 29 tháng 10, công ty sổ số điện cho bà Ngờ thông báo được một tờ trúng giải phụ, trước tờ trúng giải đặc biệt không được. Khi ra công ty, bà Ngờ nói muốn xem kết quả giám định của công an, nhưng phía công ty không cho xem và bảo bà qua công an lấy giám định. Tuy nhiên, phía công an nói đã trả kết quả và hướng dẫn nếu công ty không đưa cho khách hàng thì yêu cầu trả lời bằng văn bản. Trích nguyên văn kết quả giám định của công an, khi bà Ngờ về lại công ty thì lãnh đạo công ty nói chờ soạn văn bản lâu nên bảo bà Ngờ rồi sẽ chuyển phát nhanh vào nhà. Ngày hôm sau, bà Ngờ nhận được thư, trong đó không nêu kết quả giám định của công an mà công ty chỉ trả lời rằng áp dụng thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính thì không đủ cơ sở để chi trả giải thưởng cho bà Ngờ. Trước đó, khi dò vé số trúng, bà Ngờ cảm thấy rất mừng nhưng cũng thấy hơi lo. Khi công ty không chấp nhận trả thưởng thì cảm thấy hết sức thất vọng, bức xúc vì công ty không cho xem kết quả giám định của công an, trong khi người bỏ tiền ra là bà. Trong khi đó, lần đầu ra công ty khẳng định nếu kết quả giám định đúng thì sẽ trả thưởng. Bà Ngờ cũng là một trong số những người nuôi hy vọng đổi đời nên mua vé số thường xuyên, có khi nhịn ăn sáng để giành mua vé số. Mỗi lần mua 1-2 tờ, chứ không mua cả lốc vì không có tiền. Bà hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đổi đời. Thế nên, giờ bà vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Không trúng thì thôi, khi trúng mà không được kết quả như mong muốn thì rất buồn. Ví dụ như rách nhiều, mất đi chữ số thì chấp nhận. Còn đây chỉ mất phần chân thôi và số vẫn rất rõ ràng. Cũng có một điều là bà không phải đúng hoàn toàn vì đã làm rách, nhưng bà mong muốn sự thấu tình đạt lý, trong cái lý cũng phải có cái tình. Công ty sổ số cần phải nghĩ tới quyền lợi của khách hàng, không chỉ thiên về lợi nhuận không. Nếu như chất liệu giấy mà như trong vé số miền Nam thì sao rách được? Vì nó có lớp ni lông bên ngoài, nước mưa hay mồ hôi sẽ không làm cho tờ vé số bị rã, bà Ngờ chia sẻ thêm. Mẹ nuôi khiến bé gái bỏng nặng vì làm mất vé số. Liên quan đến câu chuyện vé số, mới đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ việc chấn động. Ngày 27 tháng 11, Công an thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thị Phượng, 52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo thông tin ban đầu, trước đây, bà Phượng sống như vợ chồng với ông Tuấn, 52 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tại thành phố Phú Quốc cùng với hai cháu ngoại của ông Tuấn là bé PGH, 12 tuổi và NGB, 7 tuổi. Đầu tháng 11, bà Phượng và ông Tuấn chia tay, bà đã dẫn hai bé vào thành phố Hà Tiên sống và bán vé số. Hàng tháng, ông Tuấn vẫn gửi tiền chu cấp cho hai bé, các bé gọi bà Phượng bằng mẹ nuôi. Bà Phượng khai nhiều lần tác động bé Hát vì thường xuyên làm mất vé số khi đi bán. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, cũng vì bé Hờ làm mất vé số khi đi bán, bà Phượng đã nhận tâm dùng nước sôi khiến bé Hát bị bỏng nặng. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Tiên chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và bắt khẩn cấp bà Phượng để điều tra. Thượng tá Trịnh Tiến Nam, Phó trưởng Công an thành phố Hà Tiên cho biết đang chờ sức khỏe của bé Hát ổn định để đưa đi giám định tỷ lệ thương tật. Đồng thời, địa phương sẽ tạo điều kiện cho bé B đi học trở lại. Hiện, hai bé đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang để chăm sóc. Sự thật người phụ nữ trúng 12 tờ vé số đặc biệt ở Tây Ninh.
Tối 18 tháng 8, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về một người phụ nữ may mắn trúng 12 tờ vé số đặc biệt trị giá 24 tỷ đồng. Một tài khoản Facebook còn tiết lộ người may mắn trúng 12 tờ vé số đặc biệt là chị Lan ở Tây Ninh. Không cần ra suất thống kê cũng không cần mặt nạ, thành tỷ phú đúng rằm tháng 7, tài khoản Facebook viết. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội thu hút số lượng lớn người theo dõi và bình luận. Nhiều người vào bình luận khen chủ nhân 12 tờ vé số đặc biệt may mắn và xin vía cho mình. Một số người khác còn hài hước nói mình có họ hàng với chủ nhân trúng số độc đắc để xin lộc trời. Trước thông tin trên, phóng viên báo Người Lao Động đã có cuộc phỏng vấn chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Hùng Tú ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, người bị đồn trúng 12 tờ vé số đặc biệt của Đài Vĩnh Long. Chị Lan khẳng định thông tin đăng tải trên mạng xã hội không đúng sự thật. Theo chị Lan, ngày 16 tháng 8, đôi vợ chồng khoảng 60 tuổi ở Tây Ninh mua 36 tờ vé số của Đài Vĩnh Long từ một người bán vé số lẻ do đại lý chị cấp. Đến chiều, vợ chồng người này phát hiện mình trúng 12 tờ vé số đặc biệt trị giá 24 tỷ đồng, chưa trừ thuế và 24 tờ trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng, chưa trừ thuế. Sau khi trúng số, đôi vợ chồng không đi đổi thưởng liền mà cất vé số trong nhà. Ngày 17 tháng 8, vợ chồng này đến nhờ chị Lan đổi thưởng và yêu cầu được nhận toàn bộ tiền mặt. Chị Lan và nhân viên đại lý đã hỗ trợ đôi vợ chồng may mắn đổi vé số trúng thưởng và giao tiền tại nhà riêng. Chị Lan cho hay, chị là đại lý cấp 1 và có một số chi nhánh bán vé số ở Tây Ninh và Bình Phước. Nhiều năm mở đại lý, chị Lan đã đổi vé số trúng giải đặc biệt cho rất nhiều người, nên tên tuổi và hình ảnh của chị cũng nổi tiếng trên mạng xã hội. Còn nhớ tháng 10 năm 2023, chị Lan đổi vé số trúng thưởng cho 3 người may mắn trúng 9 tờ vé số đặc biệt của Đài Bình Phước và cũng bị dân mạng đồn thổi chị trúng 12 tờ vé số trị giá 24 tỷ đồng. Chủ quán trà sữa vừa cười vừa khóc khi biết trúng 3 tờ vé số độc đắc. Trước đó, ngày 26 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cô gái đang bán trà sữa thì bất ngờ phát hiện mình trúng 3 tờ vé số độc đắc. Khi biết mình trúng số độc đắc, cô gái vỡ òa chạy ra bên ngoài thông báo với mẹ. Con trúng số đặc biệt rồi mẹ ơi, con trúng đặc biệt rồi, mẹ ơi, con nói thiệt. Người mẹ đến xem 3 tờ vé số rồi thốt lên, trời ơi. Cô gái tiếp tục quay sang ôm người cha đang đứng bên cạnh, vừa nói vừa khóc. Trúng rồi ba ơi, trời ơi, trúng rồi ba ơi. Vì quá sung sướng, cô gái ôm chầm lấy cha mẹ rồi òa khóc. Clip đăng tải nhận được hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người đã chúc mừng cô gái trúng 3 tờ vé số đặc biệt và xin vía để bản thân mình được may mắn như chủ nhân. Theo tìm hiểu, cô gái may mắn trúng 3 tờ vé số đặc biệt trên là chị Ngô Thị Nguyên, 27 tuổi, đang là chủ quán trà sữa ở Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Chị Nguyên cho hay ngày 3 tháng 5, chị mua 3 tờ vé số của Đài Vĩnh Long từ chị ruột. Đến chiều, chị mở điện thoại dò thì phát hiện mình trúng giải đặc biệt. Sau khi trừ thuế, chị Nguyên thực nhận 5 tỷ 385 triệu đồng. Chị Nguyên cho hay số tiền trúng số chị dùng để trả nợ, dự định mua đất cất nhà để gia đình có nơi ở ổn định. Tôi là mẹ đơn thân, cũng là trụ cột trong gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, mẹ và chị gái đều bệnh. Tôi từng làm rất nhiều nghề để kiếm tiền lo cho gia đình, tiền bán trà sữa chưa đủ chi tiêu hàng ngày. Khi thấy trúng vé số, tôi mừng quá ôm cha mẹ khóc vì nghĩ gia đình đã thoát nghèo rồi. Cha mẹ tôi cũng khóc vì sung sướng, chị Nguyên kể. Chị Nguyên chia sẻ thời gian qua, chị cũng bỏ tiền ra giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị miễn phí trái cây, trà sữa cho khách để tri ân họ đã ủng hộ quán trà sữa của chị. Tôi cũng bỏ ít tiền mua vàng, điện thoại di động để sử dụng cho công việc, chị Nguyên nói. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.